Đối với công trình hạ tầng thì có vai trò rất là quan trọng trong trong quá trình xây dựng cũng như phát triển hạ tầng Việt Nam cũng như trên thế giới. Thì vai trò công trình hạ tầng sẽ giúp làm tăng giá trị các cái bất động sản, các cái công trình của chúng ta. Thì các cái công trình hạ tầng này sẽ giúp kết nối giao thông hay là hỗ trợ những cái phần quan trọng. Thì để phát triển được kinh tế nói chung hay là các cái hoạt động sản xuất thì công trình hạ tầng đóng cái vai trò rất là quan trọng. Tuy nhiên thì hiện hiện nay có rất nhiều vấn đề phát sinh do sức ép của kinh tế cũng như là dân số. Thì điển hình đó là các cái điểm nóng kẹt xe xuất hiện trong các đô thị lớn, mà ví dụ ở đây là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có một cái khảo sát, chúng ta có 24 điểm giao thông hay xảy ra ùn tắc giao thông, và những cái điểm giao thông này sẽ có những cái giải pháp phát triển đô thị, hầm, cầu vượt hoặc là điều phối giao thông. Thì ưu tiên sẽ là phát triển các cái công trình giao thông như là cầu vượt hay là công trình hầm để giải quyết các cái nút giao thông quan trọng này, cũng như là nâng cấp cái đường nâng cấp đường xá đáp ứng cái nhu cầu của người dân. Ví dụ như là như cái hình các bạn có thể thấy là cầu vượt và hầm chui An Sương được xây dựng. Thì công trình này giải quyết được nạn kẹt xe và ùn tắc rất là tốt. Và công trình hầm chui An Sương này thì dài 385 mét và thông xe sau 5 tháng thi công, và giúp cửa ngõ Tây Bắc của thành phố giải quyết được các vấn đề ùn tắc đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Rồi ngoài ra thì chúng ta có những cái công trình như là cầu vượt cầu Thủ Thiêm 2 kết nối các cái vùng các quận với nhau để phát triển kinh tế, và đặc biệt là chúng ta đều biết là cái ga metro tàu điện ở thành phố Hồ Chí Minh đang đang trong giai đoạn thi công, và sau này sẽ làm cái công trình rất là quan trọng trong việc kết nối giao thông và các cái hoạt động kinh tế sẽ phát triển. Chúng ta hiện tại thì đang gặp cái vấn nạn là về dịch bệnh Covid đang hoành hành. Thì sau khi chúng ta phải nhìn vấn đề xa hơn là sau dịch Covid thì Việt Nam sẽ trở thành những điểm đến du lịch và điểm an toàn cho sức khỏe. Vì vậy là việc đầu tư phát triển hạ tầng cũng như thúc đẩy du lịch sau này sẽ rất là quan trọng, giúp phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng tuổi thọ các cái công trình này là điều quan trọng. Và đó là vai trò và của cái công trình hạ tầng nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên thì cách để làm thế nào để phát triển có được những cái công trình hay là bảo dưỡng được những công trình quan trọng như vậy, thì chúng ta có cần phải có một cái xu hướng hiện nay, đó là xu hướng BIM. Thì xu hướng này áp dụng trong hầu như vào hầu hết các cái ngành xây dựng hiện tại. Thì đối với ngành hạ tầng, có bản chất là những cái dự án của hạ tầng sẽ là dự án trọng điểm quốc gia, những cái dự án có chi phí rất là cao và khối lượng công việc rất là lớn, cũng như là quy mô ảnh hưởng sâu rộng với tất cả các ngành, hầu hết các ngành. Thì việc khối lượng lớn như vậy sẽ dẫn đến hiện trạng sai sót hay là hiện trạng quản lý sẽ không được, nếu mà quản lý không được tốt thì dẫn đến nhiều cái tốn kém hay là sai sót mất mát. Chính vì vậy chúng ta cần phải có một cái quy trình làm việc khoa học hay là quy trình phù hợp cho cái công trình này, các cái công trình hạ tầng này. Ví dụ như trên màn hình thì công trình hạ tầng thì chúng ta sẽ có một cái dữ liệu đưa về một dữ liệu chung là dữ liệu mô hình và có thông tin. Thì trong thông tin này chúng ta sẽ áp dụng vào các cái mảng liên quan, ví dụ như là đường xá hạ tầng hay là địa chất hay là các cái khảo sát rồi đường xá
dự toán, đô thị, vân vân. Thì đó là một cái nhìn chung về cái xu hướng BIM hiện nay. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta cũng đang áp dụng giao các quy trình BIM vào các ngành xây dựng và đặc biệt là trong hạ tầng cũng có. Tuy nhiên chúng ta sẽ có gặp một số vấn đề gây cản trở mà cái việc áp dụng BIM sẽ khó khăn. Khó khăn đầu tiên đó là chúng ta hay thường thấy trong xây dựng thì việc xây dựng một mô hình phân tích kết cấu trong một cái phần mềm và xây dựng một cái mô hình BIM trong một cái phần mềm khác là hai phần mềm khác nhau, thì chúng ta phải xây dựng hai cái mô hình khác nhau, thì vì thế là sẽ tăng thời gian, và cũng bởi vì bản chất là hai cái mô hình này sẽ có những cái khai báo khác nhau, chúng ta phải xây dựng hai mô hình khác nhau. Rồi một cái khó khăn khác đó là một số doanh nghiệp lớn thì đầu tư phát triển thẳng hoàn toàn vào phân tích mô hình xây dựng mô hình BIM và sau đó là đi đến việc triển khai bản vẽ luôn cho toàn bộ dự án. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc phát triển việc xây dựng một cái phần mềm BIM toàn bộ như vậy sẽ khó khăn, và người ta chọn cách là sử dụng xây dựng một cái phần mềm mô hình BIM cho mô hình thôi, sau đó phần cốt thép triển khai bản vẽ thì người ta chuyển sang vẽ AutoCAD là một cái giải pháp quen thuộc và dễ dàng. Tuy nhiên thì chính vì điều này, như bản chất đã nói là về công trình hạ tầng sẽ là có quy mô rất là lớn và cần huy động nhân lực hay là tài nguyên rất là lớn, và nếu mà quản lý chưa tốt thì dẫn đến việc sai sót, hay là đặc biệt là những cái lần mà cập nhật thông tin liên tục, thì đó là điều quen thuộc đối với xây dựng và kiến trúc nói chung hiện nay, thì sẽ dễ dẫn đến sai sót nếu chúng ta không quản lý tốt. Và có một số lý do tại sao chúng ta lại không áp dụng thẳng trực tiếp vào cái hoàn toàn là quy trình BIM vào cái các cái giai đoạn, thì ví dụ như ở đây thì chỉ ra một số vấn đề, ví dụ như là ở đây đó là việc tiếp cận đối với một số phần mềm sẽ khó khăn bước đầu. Ví dụ ở đây là một phần mềm thông thường ở đây là sẽ xây dựng trên cái giao diện ngôn ngữ là tiếng Anh, và nếu một số người thì sẽ khó có thể sử dụng, nếu mà chưa quen thì cần phải có một cái giai đoạn training hay là giai đoạn học tập tốn thời gian, khó tiếp cận. Và một cái điểm khác đó là dung lượng một số phần mềm sẽ của một dự án sẽ rất là lớn. Bình thường một cái dự án một cái dự án dân dụng thôi thì cũng đã đủ lớn rồi, nếu mà chưa tính cốt thép. Nếu mà dự án hạ tầng thì cái quy mô kích thước nó càng lớn hơn nữa, mà nếu mà xây dựng mô hình vừa 3D và vừa cốt thép thì nó sẽ tốn dung lượng và phải tốn cấu hình máy rất là lớn. Thì ở đây có những cái giải pháp tương đương mình đưa ra để làm ví dụ như Tesla Online hay là Revit, thì chúng ta có thể lựa chọn theo cái nhu cầu hay là cái cấu hình của máy tính của doanh nghiệp hay là cá nhân của các bạn. Thì đó là một số vấn đề hiện tại trong việc áp dụng một quy trình BIM vào hạ tầng cụ thể cho cầu. Thì với online thì online đưa ra một cái quy trình cho phát triển hạ tầng, đặc biệt là cho cầu. Thì với online thì chúng ta có thể khắc phục được cái việc mà thứ nhất á, là phân tích mô hình kết cấu trên một phần mềm và xây dựng mô hình BIM trên một phần mềm khác. Thì ở đây Online Rigs hay là của Online sẽ có thể kết hợp cả hai điều này. Và cái thứ hai là sau khi đã có được cái mô hình BIM 3D cho cầu thì có thể xuất ra Online Engineering để tiến hành vẽ cốt thép hay là bóc tách khối lượng.
Rồi thì cụ thể như thế nào, chúng ta có thể làm sẽ làm quen với online reach. Thì online reach thì chúng ta sẽ nói qua về quy trình làm việc của nó, các chức năng tiêu biểu có thể ứng dụng trong phần mềm này và phạm vi đáp ứng của nó. Thì ở đây là sơ đồ của do hãng Online Grid đưa ra, thì mình sẽ giải thích rõ cho các bạn. Ở đây đối với Online Grid chúng ta tiến hành ở bên đây là chúng ta sẽ dựng được mô hình thông số của cầu. Mô hình thông số tức là mô hình mà nó sẽ có chứa thông tin, và sau này khi mà chúng ta chỉ cần cập nhật một số giá trị vào các cái thông 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 tin này thì mô hình cầu sẽ được cập nhật theo mà chúng ta không phải dựng lại toàn bộ những cái thành phần khác đã đúng rồi. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái giá trị của một số thành phần thôi. Ví dụ như online grid thì sẽ có liệt kê những cái yếu tố cơ bản là xây dựng trục cầu, rồi xây dựng mặt cắt ngang cho cầu, rồi một số bảng và hàm số thay đổi biến đổi cho những cái vị trí đường cong vân vân. Rồi xây dựng ra các cái cấu kiện cơ bản như là dầm hay là trụ cầu. Rồi chúng ta sẽ tạo các cái cáp giữ ứng lực trong cầu online grid với những cái đường cong thiết kế phức tạp hay là đơn giản vân vân. Rồi sau khi đã xây dựng được cái mô hình online grid, chúng ta có thể xuất ra những cái tệp TCL coi như là những cái tệp backup dự án và sử dụng lại sau này. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ xuất ra được các cái tệp ARM TCL để sử dụng cho các cái phần mềm có thể tính toán nội lực. Rồi sau khi cái việc đó đã hoàn thành thì chúng ta sẽ xuất ra Online Engineering để tiến hành mô hình cốt thép 3D. Đây là điểm rất mạnh của hãng Omlen. Thì chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình, toàn bộ mô hình cốt thép ở Online Engineering bằng và kiểm tra được các cái va chạm cốt thép trong cái mô hình này. Vì là 3D chúng ta có thể có cái nhìn trực quan, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ triển khai được các cái bản vẽ và các cái xuất ra bóc tách khối lượng cần thiết cho cốt thép, cho bê tông, bắn khuôn vân vân. Rồi vì đây là một phần mềm BIM cho nên điều quan trọng nhất là phải tương tác được với các cái phần mềm khác và cũng như là làm việc chung trên một cái môi trường đám mây, không phụ thuộc vào địa điểm thời gian. Thì ở đây online sẽ có một cái môi trường là online BIM Plus giúp cho các bên có thể cùng hợp tác trên một cái môi trường đám mây online BIM Plus. Các bên sẽ cùng tham gia vào ngoài công trường, các cái bên kiến trúc không quan tâm là có chung online hay không, nhưng mà khi mà có được cái tài khoản online BIMLOS thì chúng ta có thể vào và cập nhật các cái comment, các cái lưu ý cho những cái va chạm giữa các bên đó. Thì sau đó chúng ta sẽ nhận được cái thông tin đó và trong phần mềm online sẽ điều chỉnh. Rồi thì chúng ta có online share, thì online share nếu mà dùng chung online thì chúng ta có thể làm việc cùng một lúc đồng thời với nhau. Chúng ta sẽ ngoài ra thì online có thể xuất ra định dạng AFC, và với định dạng này thì là định dạng chung cho hầu hết các cái phần mềm BIM. Phần mềm BIM thì phải xuất được định dạng AFC để đọc được dữ liệu. Đó, tương đối là như vậy. Thì với phần mềm Online Grid chúng ta có thể dựng được mô hình 3D và 4D. 3D tức là toàn bộ các cái thành phần của cầu, bao gồm dầm cầu, trụ cầu, móng của cầu, các cọc, rồi các cái thành phần như lan can tay vịn được nền đường, và một số thành phần như là số thành phần ở đây là thành phần đèn đường hay là cáp giữ ứng lực. Còn mô hình 4D là chúng ta sẽ có thể tạo được các cái tiến độ thi công, các cái phương án khác nhau. Chúng ta sẽ sắp xếp và so sánh được các cái phương án này có phù hợp, có tối ưu hay không. Ngoài ra thì bước mô hình phân tích kết cấu
sẽ được Online Read thực hiện và sẽ có hai kết quả chính, đó là kết quả suất nội lực cho mô hình tĩnh là mô hình cuối cùng và có thể xuất ra nội lực trong cái giai đoạn thi công trong cái mô hình 4D luôn. Từng giai đoạn sẽ có thể xuất ra được nội lực của giai đoạn ấy. Và ở đây chúng ta sẽ xuất ra được một số báo cáo thống kê nội lực tính toán cho từng cái thành phần cụ thể. Rồi như các bạn thấy là khai báo tải, rồi đường phân tích đường ảnh hưởng cho cái tải di động. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có nội lực, thì từ nội lực này chúng ta sẽ xuất ra được các cái kết quả tính toán cốt thép để cho bước tiếp theo là triển khai cốt thép. Vâng. Ở đây là một số ví dụ về mô hình cốt thép trong Online Engineering. Sau khi đã mô hình từ Online Rig, chúng ta sẽ mô hình được cốt thép 3D như thế này, cái trụ cầu với đài cọc, móng móng cọc. Rồi ở đây là mố cầu, bên phải là mố cầu. Rồi ở phần này là dầm cầu với những cái lệnh có sẵn trong online chứ không cần phải cài đặt theo các cái công cụ thêm vào là có thể dựng được những cái mô hình này. Và đặc biệt là cái mô hình cốt thép trong online có thể quản lý được nhẹ mà không có tốn dung lượng cao. Và chúng ta có thể xuất được các báo cáo thống kê cho cầu. Đây, dùng mô hình chúng ta sẽ có nhiều thành phần trong online, thì chúng ta sẽ chọn quét chọn đối tượng rồi chọn cái loại báo cáo hay là thiết kế lại cái định dạng báo cáo, sẽ xuất ra được những cái thành phần này, nó tính được khối lượng, diện tích, đó, số lượng cho chúng ta. Điều này rất là quan trọng trong cái các cái vấn đề quản lý dự toán hay là tách khối lượng vân vân. Cốt thép, đặc biệt là cốt thép, thì cốt thép khi mà dựng được mô hình rồi thì chắc chắn sẽ tính được các cái kiểu khối lượng cốt thép theo chiều dài, theo cấu kiện vân vân. Thì những cái điều này mình sẽ nói cụ thể hơn trong những cái buổi webinar theo cái series webinar mà chúng ta đã có được. Rồi thì ở đây là một số mặt cắt đã có được khi mà sau khi đã dựng xong mô hình cầu, thì đương nhiên là khi có mô hình thì chúng ta sẽ tạo được những cái mặt cắt, mà từ các mặt cắt này thì sẽ tạo các cái bản vẽ cần thiết. Đây một ví dụ như là bản vẽ cắt ngang trục cầu hay là cắt dọc trục cầu, rồi bản vẽ cốt thép. Đối với Online Rig thì hầu như là tất cả các cái công trình hạ tầng hay là cầu mà bằng bê tông cốt thép hay là thép liên hợp thì sẽ dựng được. Ở đây chúng ta có thể một số ví dụ, đó là cầu bê tông cốt thép hợp, rồi cầu dạng liên hợp kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép hình, rồi cầu hợp hai làn. Rồi đây là cầu, đây là có hai hai trục cầu đó, hai thành phần cầu như thế này đó. Hay là chân cầu mà để xiên, trụ cầu để xiên như thế này, thì tùy thuộc vào cái thiết kế, rất là nhiều thiết kế đa dạng phức tạp khác nhau với những cái đường cong bất kỳ thì Online Rig sẽ thực hiện được. Đây ngoài việc áp dụng cho cầu thì những cái công trình hạ tầng khác cũng theo cái dạng là có tiết diện và có cái trục thì sẽ dựng được, đó là công trình hầm. Rồi một số ở đây là ví dụ khác là về công trình cầu, có các cái trụ dầm đỡ ở đây. Rồi ví dụ như là một công trình đường cho đường sắt đó, hay là công trình cầu dây văng vân vân. Thì nói chung là những cái công trình cầu có liên quan tới bê tông cốt thép, cáp, rồi giữ ứng lực vân vân thì sẽ dựng được. Thì đây là một bảng thống kê cụ thể về các cái thành phần sơ lược cho các bạn có thể nắm được. Thì phạm vi đáp ứng sẽ dựng được mô hình cầu và cáp giữ ứng lực cho các công trình 3D, 4D có kết cấu bê tông hoặc là kết cấu liên hợp. Rồi phân tích được nội lực và tải trọng của các cái thành phần bê tông cốt thép này,
và sau đó chúng ta sẽ chuyển về để mô hình cốt thép 3D và bóc tách khối lượng, xây dựng trình bày bằng vẽ. Có hai cấp độ là dựng mô hình bằng vẽ và tính toán nội lực. Thì bảng ở đây chúng ta có thể thấy chúng ta sẽ xây dựng được các cái mô hình 3D rồi phân tích nội lực cho từng loại cầu ở đây đã liệt kê ra, ví dụ như là cầu cầu loại hộp như này, Serpentor, thì chúng ta có thể dựng hoàn toàn được mô hình rồi phân tích được nội lực, hầu hầu hết là phân tích được nội lực. Rồi girder là cái dầm như này, dầm dầm đỡ liên hợp. Rồi cầu vòm, cầu dạng vòm. Rồi cầu dạng vòm có neo. Rồi cầu các cái cầu dạng hộp khác kết hợp với thép hình. Rồi cầu vòm, đây là cầu dây văng, là cầu treo. Thì đa số là thực hiện được, chỉ trừ là cầu cầu dàn thép thôi, cầu dàn thép, bởi vì trong online chưa mạnh về phần kết cấu thép, cho nên là phần cầu dàn thép chưa được cái hỗ trợ. Còn lại hầu hết các cái bê tông cốt thép và liên hợp hay là cáp là đều thực hiện được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm quen với online grid và tạo dự án mới như thế nào. Đây, chúng ta sẽ tạo giao diện, làm quen với giao diện của OnlineBridge, một số ví dụ mẫu và cách tạo dự án cũng như là thực hành tạo một dự án cơ bản nhanh chóng như thế nào. Chúng ta bắt đầu. Thì đối với OnlineBridge, chúng ta sẽ có các cái thanh công cụ ở trên, rồi thanh có thể truy cập nhanh được, thanh menu, thanh action bar bao gồm các cái công cụ giống như những thằng phần mềm khác, những cái thành phần quen thuộc. Rồi các cái tab thao tác quản lý như là tab hình hình học, là tab geometry, tab phân tích, tab analysis và tab tạo kết quả là tab result. Thì trong đó chúng ta sẽ có những cái thành phần cụ thể mình sẽ nói sau. Rồi chúng ta có view làm việc, là cái view mà lớn nhất là cái vùng làm việc ở đây, thì chúng ta có cái mô hình ở trên đó, nó sẽ hiện lên. Chúng ta quan sát, rồi điều chỉnh, lựa chọn. Rồi thẻ Property và thẻ Layer là bên phải. Chúng ta sẽ tạo được các cái thay đổi thông số của đối tượng. Rồi hiển thị đối tượng, tạo Layer, vân. Thanh trạng thái ở dưới là cái thanh cho chúng ta biết là mô hình của mình là có ở trang trạng thái nào và có xuất hiện lỗi hay không. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh được. Đó. Rồi, ở đây là tạo dự án mới, thì trước hết thì chắc là mình sẽ chia sẻ màn hình với các bạn. Đây. Như này. Đó thì một cái ví dụ, một cái mô hình cầu, thì chúng ta sẽ có các cái thành phần giao diện của OnlineGrid như thế này. Khi mà mở lên, chúng ta sẽ có cái giao diện chào mừng, thì trong đó thì sẽ có các cái thành phần cầu, một cái dự án mẫu trước khi vỡ vào, các bạn có thể mở lại. Thì các bạn có thể sau khi mở vào mà bạn tắt đi rồi á, thì các bạn có thể chọn vào đây để xem những cái file hướng dẫn đây đó. Nó sẽ mở trực tiếp lên, chúng ta sẽ có cái file là Get Started để hướng dẫn về cách mô hình cầu từ từ đầu cho đến cuối để nó phân tích nội lực. Đó. Rồi. Thì như mình đã trình bày thì chúng ta sẽ có các cái thành phần như là thanh tiêu đề, thanh menu gồm các cái thành phần mà chúng ta phải đi theo cái thiết kế của các cái thành phần này theo một cái quy trình, chứ không có được chen ngang vào. Ví dụ như là chúng ta phải đi từ bên trái sang bên phải là tạo trục,
rồi tạo mặt cắt ngang, thì khi đó mới có thể tạo được các cái bước tiếp theo. Rồi sau đó có thể là tạo cáp dưỡng lực, rồi tạo mô hình 4D, dự án, tiến độ thi công, rồi sau đó là tính toán nội lực, vân vân. Thì setting của option ở đây chúng ta sẽ chọn một số tiêu chuẩn đây. Đó, ví dụ như này. Rồi những cái đơn vị như hệ SI thì chúng ta nên giữ nguyên. Nếu các bạn chọn vào các cái mục này và thay đổi cho cái ví dụ như các cái đơn vị của bên hệ Mỹ thì chúng ta hãy thay đổi. Đã lưu lại. Đó, thì ở đây là các cái thành phần và bên menu và các thanh công cụ tương ứng. Thì chúng ta bên có cái tab ba cái tab quản lý này, geometry là những cái thành phần hình học nè. Ta sẽ có trục cầu. Đó, sẽ quản lý được cái trục cầu bằng mặt đứng. Rồi mặt cắt, cái mặt cắt của cầu chúng ta sẽ có ví dụ như mặt cắt chính như thế này, các mặt cắt phụ. Đó. Rồi, ở đây là các cái giá trị biến thiên. Giá trị biến thiên để cho những cái vị trí mà thay đổi. Thì đó là những cái bảng, những cái hàm số chúng ta có thể sử dụng từ Excel để đưa vào cũng được. Đây, đơn thuần là chỉ là cái bảng và cái dạng thay đổi của nó. Rồi các cái thành phần kết cấu ở đây. Thì thành phần kết cấu thì bao gồm là cấu kiện ngang và cấu kiện đứng. Cấu kiện ngang là các cái dầm cầu. Đây. Hay là cái phần đầu của cầu là cái mố cầu. Rồi thành phần dạng đứng đó là PA là trụ cầu, thì các bạn sẽ tạo ở đây là mô hình có sẵn, ví dụ thế này đó. Đây là vùng làm việc của chúng ta, thì sẽ thay đổi được cái chế độ vân vân. Mô hình phân tích này là chưa có mô hình phân tích, chúng ta chỉ khai báo mô hình 3D thôi. Rồi đây là cái tab property, chúng ta có thể sửa shift nè. Chọn thì chúng ta sẽ có cái bảng để chọn hiển thị trục cầu vân vân. Đó, nhiều cái thành phần khác nhau. Rồi thay đổi cái phạm vi nhìn. Chúng ta, đó thì chúng ta sẽ thay đổi được, tắt đi. Nè, đó, thấy chưa? Thì bên phải là hai cái thẻ property là như vậy. Rồi thẻ layer là những cái thuộc layer nào chúng ta sẽ quản lý theo layer đó. Rồi, đó là một số cái giao diện là như vậy. Tiếp theo, đây phần tạo dự án mới như thế nào. Chúng ta sẽ có thể dựa vào online read và tạo các dự án mới. Chọn vào cái góc bên trái và sẽ chọn new. Thì khi này chúng ta cần phải chọn, các bạn chú ý là phần này là tạo vị trí dự án. Thì chúng ta sẽ khai báo cái đường dẫn thư mục ở đây, rồi tên dự án cũng như là cái ghi chú cho dự án. Rồi ở hình bên dưới chính là cái đường dẫn thư mục vào thư mục các cái dự án chính. Thì trong trong này sẽ có những cái dự án nhỏ mà chúng ta chứa trong đó, thì chút nữa mình sẽ nói rõ hơn. Chúng ta ngoài ra thì có thể mở được các cái dự án gần đây, rồi các cái dự án mà chúng ta có sẵn. Thì tất cả các dự án này, đối với một dự án á, thì chúng ta có thể thấy ở màn hình góc trái bên dưới nó sẽ chỉ có 5 file này thôi, tổng dung lượng thì chỉ khoảng 20 MB, rất là nhỏ, toàn bộ mô hình cầu. Các bạn chọn thì các bạn chỉ cần nhấp vào cái hình của cái cầu thôi, chút nữa mình sẽ minh họa. Đây thì mô hình các bạn phải chú ý là
cái cách mà tạo dự án, cái vị trí thư mục dự án, cái điều này rất là quan trọng. Backup dự án đó, một chút nữa mình sẽ nói rõ hơn. Ở đây là import file vào đây. Có nhiều dạng import, import dự án, import một số thành phần thôi chứ không import hoàn toàn. Ở đây là một số dự án mẫu khi mà bạn chọn vào sample. Bạn có thể cũng chọn vào đường dẫn, khi mà chọn vào một cái vị trí này, vị trí dự án mẫu, thì tự động trong cái thư mục của chúng ta sẽ xuất hiện cái các cái tệp của cái dự án cầu này, và nó sẽ lưu vào cái đường dẫn mà chúng ta chọn. Nhưng chọn vào đâu thì nhấp vào dự án đó, hình dự án đó là được. Rồi, trước khi đó thì chúng ta sẽ làm quen, mình sẽ nói rõ hơn trên cái màn chia sẻ màn hình. Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn vào, nó sẽ có information, thì chọn vào cái, biết được cái phiên bản của dự án. Rồi new, đây quan trọng. Chúng ta sẽ tạo dự án, chọn vào. Thì cái thư mục dự án này sẽ là thư mục chính cho cái tất cả dự án cầu của chúng ta. Chúng ta muốn đổi, thông thường thì nó sẽ mặc định là ODC, chúng ta sẽ đưa về cái dự ô đĩa hay là thư mục của chúng ta, để tránh trường hợp mất mát dữ liệu hay là hỏng máy thì không bị lỗi. Chọn vào thì trong đó sẽ có tất cả các cái dự án con của cái thư mục này. Khi mỗi lần bạn tạo mới thì nó sẽ tạo vào trong cái đường dẫn này, thì ở đây là cái vị trí ở đây. Đó, bạn có thể chọn vào hoặc là tạo mới. Nó sẽ tạo mới cái dự án ở đây, ví dụ như là mình đặt tên là My Project. Nay là ngày 20/8/20. Đây là đây chỉ là cái mô tả dự án đó, khi là bạn chọn create, lập tức thì chúng ta sẽ có được một cái dự án mới như thế này. Thì để xem các cái file cài đặt của chúng ta ở đâu, bạn mở vào. Chọn vào cái đường dẫn lúc nãy. Đây. Chúng ta chọn vào đường dẫn lúc nãy nè. Thì cái dự án của chúng ta là đây. Rồi. Đây, My Project. Chúng ta vừa tạo. Thì chúng ta chỉ cần đổi tên này, thì cái dự án kia nó sẽ đổi lên theo thôi. Thì trong đây nó sẽ chỉ có các cái file này. Đây là cái file của hình dự án. Để gom lại. Thì tất cả các dự án của các bạn sẽ chứa ở đây đó. Những cái file như vậy. Rồi, các bạn sẽ thao tác lên đây. Tuy nhiên thì bạn làm việc ở các cái dự án khác nhau thì bạn sẽ chọn vào Open và có cái các dự án gần đây bạn chọn vào, hoặc là DC thì bạn mở cái thư mục chứa dự án đó lên. Nó sẽ hiện các cái dự án trong đây, và các cái dự án đây là sẽ có cái hình hiển thị trước. Thì chúng ta xem, ví dụ như mình vào dự án 2. Đó là một cái mô hình cầu như thế này, có sẵn như vậy. Rồi, chúng ta có thể là xuất các toàn bộ dự án này thành một cái file TCL, là cái file dự án bạn đặt vào cái vị trí mà các bạn cần, thì khi này sau đó chúng ta sẽ sử dụng lại. Mình sẽ đặt vào backup V2 này, lưu lại. Rồi bạn quay lại cái dự án mà chúng ta vừa khởi tạo lúc nãy, My Project, ở đây này, open chưa? Rồi import cái file TCL lúc nãy vào backup này.
nó hỏi là sẽ đè vô dữ liệu, thì hiện tại chúng ta không có gì hết, không quan tâm dữ liệu của dự án chúng ta lưu sẽ lưu vào đây, load vào, chúng ta sẽ có cái dự án để tiếp tục thao tác. Cái điều này rất là quan trọng, tại vì chúng ta cần phải lưu lại một cái file như vậy để backup dự án, để lưu trữ dữ liệu lại, nếu không nó sẽ bị mất hoặc là sai sót dữ liệu khi chúng ta thao tác. Thì đó là việc open. Thì chúng ta có thể chọn vào example ở đây, nó sẽ có nhiều cái dự án khác như này. Hoặc nhiều cái dự án, ví dụ như là các bạn chọn vào dự án đây, do là mình đã mở rồi nên là nó sẽ tạo trong cái thư mục của mình CPC. Đây, ví dụ như là bạn mở cái cầu hay làn đường như thế này, đó là dạng mẫu nó có sẵn trong này, nó sẽ có khai báo từ bước mô hình đến cái bước mà phân tích kết cấu, khai báo tải trọng với lại là khai báo liên kết. Rồi ta sẽ tham khảo các cái dự án này đó, ví dụ như là tiến độ thi công. Xây dựng mô hình nó vật liệu vân vân thế này. Rồi ta có thể mở một cái dự án khác, đây ví dụ dự án này. Dự án này thì là một cái cầu bản rộng thế này, thì dựng được mô hình này sẽ có nhiều cái thành phần khác nhau, đó là cái cách dựng của họ, dựng các nhiều trục, rồi với từng cái trục này sẽ có cái cấu kiện tương ứng phụ cho phù hợp đó. Thì bạn sẽ tham khảo cái phần mà example này, chọn các cái dự án cầu cho phù hợp gần nhất để gợi ý cách thực hiện. Trong đây nó đã dựng sẵn cho các bạn rồi, và đây nó có cái mô tả cụ thể như vậy. Export, import thì nay mình có nói này tương tự. Thì quan trọng nhất là các bạn biết được cái phần mà backup dự án ở đây, export inbox, hoặc là từng thành phần thì chúng ta có thể export inbox được, cross section. Vâng, rồi tiếp tục chúng ta sẽ thực hành online read mô hình thông số tùy chỉnh. Thì để thực hiện được một cái mô hình thì chúng ta chỉ cần qua một số bước cơ bản là có thể dựng được. Đầu tiên đó là mô hình trục cầu. Chúng ta sẽ tạo cái trục cầu theo hai đường cong, là đường cong trên mặt bằng và đường cong trên mặt đứng. Với việc kết hợp hai đường cong này thì phần mềm sẽ tự động tạo ra cái đường cong thực 3D, vừa cong theo mặt phẳng nằm ngang mà vừa cong theo mặt phẳng thẳng đứng, chính xác mà có thông số. Thì sau này khi thay đổi lại chúng ta có thể thực hiện được. Rồi thực hiện các cái mặt cắt ngang về, ví dụ như dầm cầu, chúng ta phải có mặt cắt điển hình, mặt cắt quan trọng, rồi những cái mặt cắt mà qua trụ cầu, mặt cắt ngang, rồi mặt cắt của đài cọc, móng cọc vân vân phải có. Thì từ những cái mặt cắt điển hình này chúng ta sẽ có các cái việc kết hợp với cái trục cầu, hay là trục cầu tương ứng thì sẽ tạo được nhanh chóng. Rồi ngoài ra đối với những cái thành phần mà phức tạp, chúng ta sẽ có cái khai báo cái bảng, khai báo cái bảng thay đổi, bảng biến thiên để xử lý những cái cạnh này, sẽ nói rõ sau này. Thì ở đây mình ví dụ luôn là một cái mô hình cầu parametric model, nó là cái dự án lúc nãy mà mình đã ví dụ. Chúng ta tiến hành dựng trực tiếp luôn, rất là nhanh, thì mình có thể hướng dẫn các bạn dựng luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ có mô hình parametric model cho cái mô hình cầu lúc nãy, cái dự án hai mà mình đã mở lúc nãy đấy. Chúng ta sẽ dựng trục cầu trước với các cái thông số như này. Đây, đây chúng ta đang ở đây,
chúng ta mở lại open. Cái dự án 2 lúc nãy là như thế này, như thế này này, nó sẽ dựng được cái cơ bản của nó. Bây giờ mình sẽ dựng được cái thành phần dầm cầu với lại các cái trụ cầu ở giữa thôi, cơ bản như vậy. Thì chúng ta sẽ có hai cái thành phần là trục cầu với lại là cross section như đây. Thì từng bước mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ mình mở lại dự án MyRoject ở đây. Đó chúng ta lúc nãy là chúng ta đã import vào rồi, nên dữ liệu nó đi nó được đưa vào. Thì giờ có thể tạo dự án mới, new. Nè, buổi 1 chúng ta cũng đưa vào cái đường dẫn này, tạo mới như thế. Rồi trục cầu chúng ta sẽ phải chuột tạo trục cầu mới, enter. Nó sẽ tạo các cái điểm của trục cầu, mình chọn vào tab exit, mình chọn vào cái endpoint đầu tiên. Thì chúng ta sẽ khai báo được cái tọa độ của cái điểm đầu tiên của cầu cũng như là cái hướng nghiêng của cầu. Ở đây thì tạm thời chúng ta chọn là tọa độ 000. Ok. Các cái trục tiếp theo như đây thì các cái trục tiếp theo chúng ta sẽ khai báo. Để mình sẽ xem lại cái vị trí. Đây. Điểm tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn, có nhiều lựa chọn, nhiều như bạn chọn đường thẳng, mình chọn vào đây. Dài 15 m. Khai báo vào. Rồi, đoạn tiếp theo nó sẽ là đường đường cong chuyển tiếp. Có hai dạng thì chúng ta chọn vào đây. Đây là bán kính cong ở vị trí đầu, bán kính cong ở vị trí cuối. Nhập vào chiều dài của cái đoạn cong này giống như đây. Nhập lại ở đây mới đúng. Begin. Đây. Chọn vào. 0.5. Không phải 0.05. 85. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có thể chọn vào cái dạng đường cong, bán kính là dù như trừ 200 m đi, cái chiều dài của nó là 75 m. Đây là có một cái đường trục cầu trên mặt bằng. Rồi mặt đứng, đứng chọn vào profile thì chúng ta có thể tạo bằng cách chọn vào profile. Điểm đầu tiên thì chúng ta có thể chọn là 0.0, tùy thuộc vào cao độ cụ thể của công trình. Thì ở đây mình lấy ví dụ đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ chọn các điểm tiếp theo. Mình nhập vào đây. Cái vị trí chiều dài của cầu ban đầu của các bạn là 155 m. Thì các bạn lấy phân nửa của nó, lấy một cái vị trí bạn muốn là đỉnh cầu. Chiều dài theo trục là 65 m. Và chiều cao đây là 1. Rồi chọn cái dạng đường cong, kính cong. Rồi chọn điểm tiếp theo
là điểm cuối cùng, 155 m, chiều cao là trừ 0,3 đi, nó khác so với chiều cao của điểm đầu. Thì bạn thấy chúng ta chỉ cần khai báo 3 điểm thôi, điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Điểm giữa thì chúng ta khai báo dạng là đường cong tiếp tuyến đường cong với bán kính cong, chúng ta khai báo thì khi này chúng ta chỉ cần run và tạo được một cái đường cong trong không gian như thế này. Đó, như vậy. Bây giờ bước tiếp theo thì tạo mặt cắt điển hình. Mặt cắt điển hình thì chúng ta sẽ phải chuột vào để tạo mặt cắt điển hình. Thì lúc nãy ở cái dự án trước mình đã hướng dẫn các bạn là ở đây dự án cách 2 này, demo giữa các bạn các cái thành phần của cái dự án mẫu như đây. Thì dự án này để của chúng ta để không tốn thời gian thì chúng ta sẽ xuất ra các cái xuất ra các thành phần mặt cắt có sẵn như này. Đó, bằng cách click phải vào từng cái mặt cắt đây và chọn export cái mặt cắt này dưới dạng TCL, thì sau đó chúng ta sẽ import được, đặt vào cái vị trí mong muốn rồi chúng ta import vào cái dự án của chúng ta. Đó. Thì chúng ta quay lại dự án của chúng ta đây này, mình chọn vào này raw section import from TCL file. Đó, chọn vào cái này rồi set 2 này. Đó, ví dụ bạn chọn vào main girder. Đây. Chọn vào. Thì đây nó sẽ hiển thị chưa đúng. Bạn sẽ chọn một số thành phần. Rồi bạn đây chúng ta có cái gì cho hiển thị thôi, đó là cái mặt cắt thứ nhất. Mặt cắt thứ hai chúng ta cũng click phải chuột vào và import vào. Mặt cắt thứ hai, rồi mặt cắt thứ ba. Và một cái thứ tư rất là nhanh đó. Cái điều này rất là quan trọng bởi vì khi mà các bạn tạo được các cái mặt cắt của cái cầu điển hình thì những cái mặt cắt này rất là thông dụng, chúng ta có thể tận dụng được các cái mặt cắt này cho những cái dự án khác. Chúng ta không phải xây dựng mặt cắt từ đầu, tại vì cái bước quan trọng và khó nhất, lâu nhất trong cái online grid này chính là tạo các cái mặt cắt này. Đó. Các bạn sẽ có thể chọn vào cái mặt cắt ở đây. Ở đây là mình import trực tiếp vào. Còn nếu mà các bạn tạo mới mặt cắt thì các bạn sẽ tạo như thế nào? Ở đây thì mình sẽ ví dụ cho các bạn cách tạo mới mặt cắt. Chọn Enter. Thì chúng ta chỉ có hai trục quanh và trục tung cơ bản như này. À, thì chúng ta sang cái tab cross section, tab thứ hai, khi này các cái công cụ mới hiện lên, chúng ta sẽ sử dụng các cái chức năng là tạo biên, mà để thực hiện được chức năng này chúng ta phải có các cái giao điểm của các đường tham chiếu hoặc là các cái điểm tham chiếu. Ví dụ chọn vào à, bạn đưa vào bên trái là 3 mét, bên phải 3 mét. Đây là 2 mét. 2 mét ví dụ như vậy. Rồi, đưa vào 1 mét. Không phải 5. Đó. Rồi trục kia cũng vậy.
mà bạn khai báo sai, bạn hãy nhập vào, click vào và mở cái tab property lên thì các cái thông số có thể thay đổi. Này, đó. Rồi tương tự như vậy, chúng ta sẽ có chúng ta sẽ đi từ đây. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh mà tạo biên như này để tạo các cái thành phần. Ví dụ là sẽ tạo đó. Như cầu chữ T đơn giản như này. Và bây giờ tạo thêm không vào ta tạo cái khai báo nó là một cái đơn vị cấu trúc để nó hiểu là cấu kiện, chọn vào một điểm nè, xong rồi các bạn chọn vào biên đó, thì đây là cái cấu kiện đặt, thì sau này nó sẽ hiểu đây là cái mặt, và quét qua cái trục thì nó sẽ hiểu là tạo ra được cấu kiện đặt, còn nếu không nó sẽ không tạo được. Mình sẽ ví dụ tạo cái đường như vậy thì chúng ta sẽ có thể tạo đơn vị ở đây, chọn vào file chuột nè, tạo new girder là cấu kiện ngang, cấu kiện dầm cầu, đặt tên và enter, rồi nó sẽ hiện lên cái đoạn này, bạn nhấp vào cái tiết diện mà các bạn mong muốn. Ở đây thì mình sẽ nhấp vào tiết diện ví dụ lúc nãy đây, các bạn thấy rồi, bạn chọn vào một điểm bất kỳ, rồi bạn chọn lại không, ok đây, rồi bạn có thể nhập vào một điểm bất kỳ, rồi bạn nhập cái độ dài tương ứng phù hợp nè, ở đây ha 155, và ở đây là cái đoạn chia cứ khoảng 5 mét là nó chia thành một đoạn như vậy, chúng ta có thể để thay đổi lại để đây 5 mét đó, escape, để đây là cái thành phần cầu đầu tiên như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi bằng bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng thành phần cầu này, chúng ta xóa đi. Delete cái đây, nó không còn nữa các bạn, mà chúng ta sẽ sử dụng thành phần này đó. Thành phần này chúng ta cũng tạo các cái giá trị, chúng ta sẽ tạo các cái đường này, các cái đường thì mình tạo bằng các cái lệnh là song song rồi xoay. Đây có cái lệnh xoay nữa, lệnh xoay là cái lệnh mà tạo ra một cái đường mà nó xoay so với cái trục đã có, hoặc là xoay so với cái trục ngang. Thì bạn nếu bạn lưu ý thì các bạn click vào một cái đường thì sẽ sửa lại, nó có hai loại là nghiêng theo độ và nghiêng theo phần trăm. Nghiêng theo độ là giá trị độ bình thường của chúng ta, rồi nghiêng theo phần trăm đó là cái tỷ lệ ví dụ tam giác vuông đó, hai cái tỷ lệ cạnh là tăng của cái góc trong tam giác vuông này là cái thành phần phần trăm, bạn sửa lại nếu cần. Đó là cái việc nghiêng. Rồi cái việc mà tạo các cái đường song song thì đơn giản rồi, một là sử dụng các công cụ này, hai là cái bạn nhấp vào cái đường đó có cái bộ công cụ tương ứng, bạn chọn vào. Chúng ta có thể tạo các cái thành phần như thế này, tạo các cái đường. Khi mà vậy thì sẽ chọn boundary để tạo. Rồi cái thành phần trên này, cái thành phần trên này mình sẽ nói giới thiệu bạn, đó là không phải cái đơn vị có cấu kiện mà là cái thành phần để nó sẽ hiểu là tải trọng, là cái phần làn đường, cái phần mặt đường. Phần mặt đường thì chúng ta cũng khai báo cái biên biên dạng
tương tự, nhưng mà khác biệt ở đây á, là việc cái khai báo này, khai báo tải đường chúng ta sẽ xóa làm lại này, chọn vào số là xóa đi. Xóa đi này, lên lại phần này đó. Thì bây giờ chúng ta có thể chọn vào đây để tạo cái thành phần cấu trúc, bạn chọn vào điểm đặt nè, rồi chọn vào cái biên, đây mình chọn lại, chọn vào bên ngoài. À, rồi tải ta cũng đặt vào đây, tùy vào cái vị trí tải trọng khai báo mà bạn sẽ đặt, thì cái việc mà đặt cái vị trí điểm đặt nó sẽ ảnh hưởng tới việc khai báo tính toán nội lực sau này. Thì trước mắt là các bạn đặt vào đây, chọn biên đó, là nó sẽ hiểu hai thành phần khác nhau. Thành phần là bê tông, đơn vị cấu kiện chính, là một thành phần là phi kết cấu, là cái thành phần mà chỉ tính tải trọng thôi. Đây rồi chúng ta sẽ qua quay lại girder của chúng ta, tạo mới này, girder chọn vào. Thứ nhất là không, rồi nhấp vào một cái vị trí mà bạn muốn dừng lại, thì ở đây là chúng ta lấy toàn bộ. À, thì cái đoạn cầu của chúng ta như thế này. À, các bạn có thể thay đổi cái hình cầu của chúng ta, kiểu như các bạn muốn ở đây tôi muốn thay đổi cái biên này nó không có đúng, chọn vào cái điểm đó, rồi sẽ có nhiều cái lệnh, ví dụ như lệnh ở đây là lệnh là thay đổi cái vị trí này, là chèn điểm nè, ví dụ như bằng chọn vào đây nhấn sc đó, tức là khi này là cái biên của nó sẽ bị thay đổi này, rên lại đó, nó sẽ khác cập nhật ngay lập tức ở đây. Rồi để quay lại nè, chúng ta sẽ chọn vào đây thay đổi lại, đặt nó đúng vị trí lại lúc này, nó quay lại lúc nãy đây các bạn. Các cái mặt cắt khác đây như thế này, đây thì chúng ta ngoài việc là đối với một cái mặt cắt rất là lớn có nhiều thành phần, thì thay vì chúng ta dựng hết tất cả thì chúng ta sẽ tạo từng thành phần riêng. À, như ở đây là mặt chính nè, thành phần chính của cầu, rồi những cái thành phần như là sidewalk hay là patio, tức là những thành phần lan can tay vịn đó, thì chúng ta sẽ tạo riêng, và khi đó chúng ta sẽ vào cái thành phần chính này ta gắn vào bằng cách sử dụng cái lệnh external boundary chưa, bạn chọn vào ví dụ như là sidewalk đây, bạn chọn vào thành phần này là đây đây, chúng ta chọn vào phần mềm bảo là chọn cái điểm chưa, chọn vào rồi chọn cái external cross section, click vào chọn vào đây, nó sẽ chọn cái hướng đặt vào đó, là sẽ có chưa. Rồi bạn có thể
bạn có thể tạo được cái vị trí còn lại. À, thì chúng ta có thể chọn và copy vào cái vị trí còn lại, thì bạn chỉ cần click vào đây vào đó, chúng ta sẽ có cái thành phần như vậy. Chúng ta sẽ khai báo tiếp nó là cái thành phần tải. Bạn đặt vào đây đi, chọn vào là số 3, là số 4. Rồi chúng ta dần run lại thôi. À, nó sẽ tự động cắn vào như thế này chưa. Rồi cái thành phần mà này thì tương tự, các bạn sẽ gắn vào. Rồi chúng ta sẽ có cái trụ cầu thì nó như thế nào. Trụ cầu thì nó sẽ có hai cái viền, thì chúng ta chỉ cần tạo các cái đường song song như thế này, offset ra từ cái vị trí gốc. Rồi sẽ tạo các cái boundary là viền trong và viền ngoài, rồi sau đó sẽ dùng các cái lệnh là lệnh bo tròn góc, có nhiều dạng bo tròn hay là bát cạnh như này đây đó, chọn vào và chọn cái bán kính thôi. Ví dụ đây boundary này, chọn vòng điểm thì chúng ta gặp bên trái góc màn hình thì chúng ta sẽ thấy có nhiều loại là non đó, là bình thường là dạng vuông góc, rồi qua là dạng cái dạng mà nối theo cái đường bình thường thôi, rồi dạng bo tròn nè, dạng vát cạnh nè, vân vân. Thì nó hiện tại là đang ở dạng là routing, chúng ta có thể đưa về bình thường nè. Rồi bạn tạo lại 13 này. Rồi nó tương tự với những cái vị trí khác, nó là như vậy. Ở đây là vị bao nhiêu nhỉ? 0,2. Bạn sửa lại. Nó là như vậy. Rồi, các bạn cũng tạo cái đơn vị cấu trúc để nó hiểu là tiết diện như đối với dòng chính. Ngoài ra thì các bạn sẽ tạo điểm reference point. Đây cũng vậy. Điểm reference point chính là điểm mà để đính các cái cấu kiện vào nhau giữa dầm cầu và trụ cầu. Đây. Bạn sẽ tạo mới tương tự như cách tạo dầm dầm chính. Đây bạn sẽ chọn cái chế độ mà trong suốt, nó sẽ dễ nhìn hơn. À, chúng ta phải run trước một lần để tạo các cái vị trí điểm reference ở đây à, cho các từng cái tiết diện cross section. Như vậy. Rồi, bạn tạo mới. Khi mà bạn đã thoát lệnh rồi thì nó như này. Insertion lại. Rồi bạn phần mềm hỏi chúng ta là chọn cái điểm reference point. Đó, nó sẽ có cái hướng để tạo này. Bạn chọn vào cái thành phần cái tiết diện trụ, click vào. Ở đây bạn chọn không, tức là từ cái mặt của cái điểm tham chiếu mà bạn đã có, bạn đã chọn lúc nãy đó, của cái dầm chính là đáy dầm. Đây bạn chọn không. Nếu mà trong thực tế thì chúng ta sẽ có một cái số trường hợp là cách ra một đoạn khoảng 0,2 đến 0,5 mét đó, là để đặt cái ối đỡ, tùy theo trường hợp thì bạn sẽ đặt hoặc là thay đổi sau này cũng được. Trước mắt này bạn nhận là không. Rồi bạn điểm thứ hai, dù trụ này cao tầm 5 mét thôi, trừ 5. Còn từ như
mỗi mét sẽ một đoạn. Giờ nếu mà ngắn quá thì chúng ta có thể thêm vào sẽ sát sinh. Rồi, thoát lệnh. Đó, nó sẽ tăng thêm một cái đoạn như thế này. Rồi, cái vị trí mà tiếp theo chúng ta có thể tạo lại bằng cách chọn là VA New nè. Hoặc là chúng ta sẽ copy nếu mà nó giống cái kích thước. Nó chỉ cần chọn cái vị trí điểm reference point mà thôi. Chọn vào. Bạn đặt tên lại là VA 2. Đó, đó rồi. À, chúng ta sẽ có được cái mô hình cầu đơn giản như thế này. À, chưa? Rồi, thì cái mô hình như thế này, chúng ta sẽ có được cái mô hình cầu cơ bản. Rồi, cái đoạn variation là cái việc mà tạo các kích thước thay đổi cho cầu. Mình sẽ tạo nhanh cho, dù như ở cầu này. Thì chúng ta sẽ để tạo được cái thành phần này á thì chúng ta sẽ tạo các cái kích thước biến đổi. Những cái kích thước nào? Bạn vào trụ cầu này đó, nó sẽ có thay đổi cái gì? Thay đổi cái này 275 này. Các bạn tạo biến cho nó. À, cái vị trí này sẽ thay đổi. Giá trị đầu của nó. Cái này. Bạn đặt vào này, bạn chọn. Lần sau thì sẽ có cái dự án chi tiết thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn, thì trước mắt thì mình sẽ thể hiện cái cách cái một Olympic có thể làm được phần này, còn chi tiết thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể sau. Tiếp theo mình chọn vào. Rồi chúng ta sẽ có hai cái biến mà khi mà cái thay đổi thì cái giật cầu nó sẽ thay đổi theo như thế này đây. Rồi bên variation thì chúng ta sẽ tạo một cái bảng thay đổi. Chúng ta hay đặt tên fx để biết nó là cái hàm thay đổi. Thông thường chúng ta sẽ đặt tên kiểu này fx gx cho cái tên biến. Thì trước hết thì chúng ta sẽ quan sát lại, nó sẽ đi từ 0 cho đến trừ 15. Ở đây cái trụ của chúng ta và cái chiều thì chúng ta sẽ đặt 0 này, trừ 15, trừ 10, 0 ví dụ đi, thì mình sẽ có những cái giá trị là 2 ở bên dưới là trừ 2.75. Rồi, đây là 2.75. Nên chúng ta muốn nó to hơn. Chúng ta chọn ví dụ như là 4. Cái này. Nếu mà đường cong thẳng như này thì cũng được, nhưng mà chúng ta nên chọn là đường cong thay đổi như này. Chọn này. Đó, như thế này. Rồi, cái bạn run. Hiện tại chưa có, tại vì chúng ta phải chọn vào đây mới được. Relation. Rồi bạn sẽ đưa cái hàm này vào cái biến có sẵn. Đó, rồi lên lại. Xét mô hình. Đó, cái cầu của chúng ta nó thay đổi như thế này.
Trụ kia cũng vậy. Trụ kia thì vì mình dùng chung cái tiết diện cho nên chúng ta chỉ cần cộng ở đây và kéo cái hàm vào cái biến. Rồi. Đó, đây là cái ví dụ như là cái cầu như vậy. Thì cái dầm cầu cũng tương tự thôi. Chúng ta cũng tạo cái biến cho cái vị trí đó như chiều cao của dầm. Rồi tạo một cái hàm GX cho cái việc thay đổi theo cái trục cầu này, việc thay đổi dầm đến vị trí trụ thì nó tăng lên rồi giảm lại, rồi đến vị trí trụ nó tăng lên. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ dựng được cái mô hình cầu. Thì đó là cơ bản là tạo các cái thành phần cầu. Thì lần sau á, chúng ta sẽ có một cái dự án cụ thể hơn, mình sẽ nói rõ. Cho chúng ta quay lại. Đây là trục cầu này. Đó, sơ lược lại tạo các vị trí, các cái mặt cắt thì chúng ta tạo đường biên ngoài, biên trong, rồi khai báo nó là cái thành phần kết cấu để nó hiểu là tiết diện, gắn cái reference bond, cái thành phần trụ cũng vậy. Đây tạo vát rồi cũng tạo cái thành phần tiết diện, rồi reference bond để dính đính các cái kết cấu, cái cấu kiện vào nhau, rồi tạo cái thành phần tải trọng nền đường này, rồi các cái mặt cắt khác ta sẽ lót vào hoặc là dựng lại, rồi sau đó dùng cách kết nối vào cái mặt cắt chính. Đó, mặt cắt chính đây, rồi các cái mặt cắt khác chúng ta cần tạo thêm, ví dụ như mố cầu thì chúng ta sẽ mở rộng. Ở đây mình chỉ hướng dẫn tạo cơ bản là các cái mặt cắt của trụ cầu và dầm cầu chính thôi. Cái này là mố cầu. Rồi đây, nếu mà cái thông thường thì trụ cầu sẽ có cái đài cọc hoặc là móng cọc thêm vào, chúng ta cũng tạo. Rồi chúng ta cứ add station. Ở trong bài này là stationing, nó là các cái trạm tiếp theo sẽ tạo được. Đó, thì ở đây chúng ta tạo mới thôi, phải chuột vào header. Rồi, tạo trụ cũng vậy. Đó, kết quả là dựng hình là như thế. Là chúng ta sẽ có những cái công cụ để gom là một cái box để hiện một phần của kết cấu của cái cầu mà thôi, khi mà dựng xong để quan sát. Đó, ẩn hiện chỉ hiện thành phần trụ hoặc là thể hiện thành phần dầm cầu. Rồi, đó là cái nội dung của cái buổi webinar hôm nay. Chúng ta có thể nắm được cái xu hướng ứng dụng của online grid có thể áp dụng vào cái công trình hạ tầng như thế nào, và một cái công trình dự án cơ bản thao tác qua online grid. Thì qua buổi webinar sau chúng ta có thể ứng dụng vào một cái mô hình cụ thể, là một cái dự án cụ thể, thì sẽ có nhiều cái để bình luận hơn. Thì chúng ta sẽ gặp lại ở buổi webinar lần sau. Thì